Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Thì chiều nay rảnh rỗi, mình đang đi kiếm mồi để câu cá. Cái loại mồi mà dễ kiếm nhất trong tự nhiên mà câu cũng tương đối hiệu quả đối với Azu, đấy là mồi run. Tuy nhiên ở mùa này có một cái loại mồi mà theo mình nghĩ là sẽ hiệu quả hơn mồi run. Đấy là mồi ong. Thì cái ong ở quê ở miền núi thì mùa này ong vàng rất là nhiều, chỉ cần ra ngoài vườn quan sát và theo những con ong nó đi lấy nhụy đấy, theo nó thì nó sẽ tìm được tổ của nó, bởi vì ong vàng vốn dĩ là nó làm tổ cũng không cách xa cái chỗ nó đi lấy nhụy lắm. Và mình đã tìm được một cái tổ đây. Thì cái tổ này mình đã định lấy để câu một lần rồi, tuy nhiên thì mình dùng que mình chụp mãi thì nó không được, nó xuất mất một miếng đường bên này này. Đấy, nó xuất một miếng này. Và bây giờ thì mình sẽ lấy nốt để mình đi câu. Ong vàng thì nó khá là không dữ lắm, nói chung là nó cũng đốt thì cũng đau đấy, nhưng mà không gây nguy hiểm đến tính mạng, đồng thời thì nó lùa cũng không xa. Thế là không cần phải đốt, chỉ cần lấy cái que dài và chụp làm sao cho cái tổ nó rụng đất nhặt đi là được thôi, còn để cho nó tiếp tục nó làm ở cái vị trí khác. Đấy, mình sẽ tìm một cái que dài nào đó chụp cái đồ ong này xuống, hy vọng là sẽ không bị dính phát nào. Ok, sau một vài thao tác thì mình đã chụp được cái tổ ong xuống đây rồi. Đây là ong vàng. Giờ mình sẽ ra ngoài hồ ngoài này để câu cá. Đối với anh em chuyên nghiệp thì câu cá thường là bằng mồi tạo, mồi chế. Cái mồi đấy thì rất là hiệu quả. Nhưng mình không phải chuyên nghiệp nên mình câu vào cái mồi này thôi. Này, đây là cái hồ sen. Bản quê rất là thanh bình. Ngoài này nó không ăn mọi người ạ. Giờ mình sẽ chuyển cái địa điểm vào bên trong đây. Trong đây hy vọng là nó sẽ ăn. Mùa này được tán rất là nhưng mà này tán rất là mọi con nó bắt thì rất cẩn thận, nó cái kia đằng sau rất là cứng, nó canh thế. Con này câu vui thôi chứ còn thực ra đối với anh em chuyên nghiệp thì câu sông câu hồ cũng loại cá lớn, kể cả có câu rô phi thì có loại rô phi lớn đi mà chẳng ai câu được loại này, câu giải trí. Cắn cá nó không kéo cắn cá cá này con cá gì đây, con này chỗ mình gọi là con cá ngạo, cá mương được. Cá này là cá tự nhiên hoặc là cá thả này, mất mất con ong, ăn con ong. Cá mương thôi cũng được loại này nhưng mà cứ nhiều lên. Ôi giời, ăn đi, ăn chấm. Vậy ta kia nó chạy hết rồi đâu nè. Con dê to lắm mọi người ạ.
chuyên một nốt nào ở đây. Rô phi nữa, rô phi cũ, không cũ lắm, thôi nhưng mà cũng được. Con nào nó ăn? Chìm hai rô phi gì nữa? Khá đấy, bắt không phải cẩn thận nhé, có đường bia này này, đường bia này nó cứng lắm nên rất là đau. Rồi có lẽ là đến đây mình cũng máy cũng sắp hết pin rồi, mình xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video giải trí tiếp theo của mình nhá. Xin chào các bạn.